ơi, con về rồi nè. Mẹ, mẹ nghĩ ta ra ngồi nghỉ đi mẹ. Con đã nói mẹ rồi, mẹ ở nhà đừng có làm gì hết, để con về rồi con nấu cơm cho mẹ. Hôm nay mẹ thấy con về trễ hơn mọi ngày, thành thử mẹ nấu trước nồi cơm vậy mà. Dạ, con ráng làm cho xong vậy nên quên luôn thời gian. Nhìn lại thấy mặt trời xuống chân núi rồi, lúc đó con mới biết là sắp hết ngày rồi. Mẹ ngồi nghỉ tay đi, để con vô làm đồ ăn cho mẹ nha. Thôi khỏi, mẹ chưa có đói bụng đâu, mẹ ở nhà có đói gì đâu. Còn đó, lúc nào cũng cực khổ, phải ra ngoài làm việc, về nhà lo cho mẹ. Cái tánh của con mẹ cũng không biết giống ai nữa, lúc nào cũng lo cho người khác hết. Chắc là giống cha phải không mẹ? Đúng đó, con giống như đúc vậy, tự dáng dấp cho đến tính tình. Con nói làm cho mẹ nhớ cha con quá. Thôi để mẹ vô làm món ăn cho con. Thôi thôi mẹ, mẹ ngồi nghỉ đi để con vô làm cho. Con làm nhanh lắm, mẹ chờ con nha. Mẹ, mẹ à, mẹ ngồi dậy uống chén thuốc đi mẹ. Mẹ uống thuốc đi mẹ. Sao mà mẹ hỏi lâu hết quá. Hay là ngày mai con đổi qua bên hút thuốc của ông thầy Mười, cô có hay hơn không? Khỏi đi con. Qua thầy Mười á tốn tiền dữ lắm, mẹ ho dăm ba bữa là hết thôi à. Hôm bữa con hút mớ thuốc kia mẹ còn chưa uống hết nữa mà. Con đừng có đổi thầy khác chi cho mắc công vậy. Mấy bữa trước mẹ cũng nói như vậy, mà tới hôm nay con có thấy mẹ bớt ho chút nào đâu. Mẹ ăn cũng ít nữa, hồi nãy mẹ ăn chưa hết chén cơm nữa. Mẹ già rồi, mẹ ăn ít cũng là chuyện bình thường mà con. Mẹ à, mẹ già đâu mà già, mẹ còn trẻ và đẹp lắm. Mày phải trẻ đẹp khỏe để cha về còn nhận ra mẹ nữa chứ. Mười tám năm rồi con à, nếu mà ông còn sống, ông đã trở về rồi. Trước đây ngày nào mẹ cũng trông chờ, nhưng mà càng ngày mẹ càng hết hy vọng. Nếu mà không có con bên cạnh, chắc là mẹ ngã quỵ từ lâu lắm rồi.